Đây chính là con AI có thể giúp chúng ta tạo ra hàng trăm video mỗi ngày. Bởi vì với con AI này, chúng ta chỉ cần nhập ý tưởng của video vào. Muốn video ngôn ngữ gì thì chúng ta sẽ nhập bằng ngôn ngữ đó. Chỉ cần một cú click chuẩn là con AI này sẽ tự động viết ra nội dung kịch bản của video và sẽ tự động chuyển văn bản thành giọng nói và tự tìm nguyên liệu là các nguồn video miễn phí ở trên mạng để mà tạo thành một video hoàn chỉnh như thế này. Trong thời đại số hóa ngày nay, việc làm YouTube đã trở thành một trong những phương tiện truyền thông phổ biến và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, việc tham gia vào lĩnh vực này không phải lúc nào cũng đem lại kết quả như mong đợi. Đầu tiên, hãy nhìn vào sự cạnh tranh khốc liệt trên nền tảng này. Đó, đây là một công cụ AI tạo video cực kỳ là hay. Chúng ta có thể làm video dài, video ngang để mà đăng lên YouTube, hoặc là video short cho YouTube, hoặc là TikTok, theo chiều đường nha. Rất là tuyệt vời. Và công cụ này hỗ trợ chúng ta làm rất nhiều ngôn ngữ, trong đó là có cả tiếng Việt Nam nha, rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể sử dụng công cụ này để mà làm video tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Ấn Độ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, vân các kiểu. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng công cụ này nhé. Để sử dụng công cụ này, các bạn hãy bấm vào đường link đăng ký ở phía dưới mô tả video. Nếu mà bạn nào sử dụng điện thoại thì các bạn sẽ cần phải bấm vào tiêu đề của video thì mô tả video mới hiện ra nhé. Đây, link đăng ký video Gen đây, các bạn bấm vào. Và đây, chính là công cụ này đây. Bây giờ, các bạn hãy bấm vào Get Started hoặc là Zone Now này để mà vào đăng ký tài khoản. Các bạn có thể tự nhập email và mật khẩu để mà đăng ký, hoặc là để cho nhanh, các bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Google có sẵn của các bạn luôn. Nhấn vào Continue with Google này để mà đăng ký bằng tài khoản Google luôn. Chọn tài khoản Gmail. Tiếp tục. Ok. Rồi, đến bước này là hệ thống khảo sát một vài câu hỏi, các bạn có thể nhấn skip bỏ qua. Rồi, ok, đã đăng ký thành công. Bây giờ là chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên, đây là một công cụ trả phí các bạn nhé. Tuy nhiên thì các bạn có thể dùng thử trước. Bây giờ, để mà tạo video, các bạn chỉ cần nhấn vào đây, Generate a video này. Các bạn chọn vào đây, AI Prompt này. Sau đó các bạn chỉ cần nhập mô tả video mà các bạn muốn tạo vào đây. Các bạn muốn tạo video bằng ngôn ngữ nào thì các bạn sẽ nhập bằng ngôn ngữ đó nhé. Ví dụ các bạn muốn tạo video bằng tiếng Việt thì các bạn sẽ nhập tiếng Việt vào. Ví dụ như là một video so sánh về nghề làm YouTube và nghề công nhân làm thuê chẳng hạn. Mình lấy ví dụ vậy. Rồi, sau đó các bạn sẽ lựa chọn độ dài của video bằng ở đây. Các bạn muốn video dưới 1 phút thì các bạn sẽ chọn 1 phút ở đây. Có nghĩa là thời lượng tối đa của video chúng ta muốn lấy. Ví dụ mình sẽ làm một video 1 phút thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn phong cách. Ở đây sẽ có nhiều phong cách, mình sẽ dịch sang tiếng Việt để cho dễ xem nhé. Phong cách hấp dẫn, phong cách thuyết phục, phong cách chuyên nghiệp, bình thường, kịch, buồn cười, nhiều thông tin, vân vân. Đó, các bạn muốn video của mình theo phong cách nào thì các bạn sẽ lựa chọn. Ví dụ mình sẽ chọn phong cách thuyết phục chẳng hạn. À thôi, mình sẽ chọn buồn cười. Xem là nó như thế nào nhé. Rồi, sau đó các bạn chỉ cần nhấn vào đây, tạo tập lệnh, hoặc là khi mà chưa dịch sang tiếng Anh thì nó sẽ là đây, General Clip, các bạn bấm vào. Lúc này, công cụ này sẽ tiến hành tự động tạo kịch bản video cho chúng ta. Và đây rồi, đây chính là nội dung kịch bản của video. Bước tiếp theo là các bạn sẽ lựa chọn khung hình cho video. Các bạn bấm vào đây. Nếu mà muốn làm video theo chiều rộng để mà đăng lên TikTok hoặc là YouTube Short thì các bạn sẽ chọn 96 ở đây. Còn video vuông để mà đăng lên Facebook, Instagram thì các bạn có thể chọn Squat 11. Hoặc là các bạn muốn làm video dài theo chiều ngang phù hợp với YouTube video dài thì các bạn sẽ chọn đây 169 nhá. Ví dụ mình sẽ làm một video short chẳng hạn 96 chẳng hạn, nó sẽ như thế này đó. Rồi, bước tiếp theo, các bạn sẽ vào phần voice này để mà lựa chọn giọng đọc. Và ở đây sẽ có một số phần như thế này. Đầu tiên là standard voice, ở đấy là các giọng miễn phí chúng ta có thể dùng. Tiếp theo là live voice, ở đấy là phải trả phí bản pro thì chúng ta mới được dùng nhá. Phần này thì các giọng nói rất là hay. Tuy nhiên thì các giọng nói ở đây mình thấy là
toàn là tiếng Anh thôi. Tiếp theo là cụm từ. Ở đây là các bạn sẽ tạo giọng nói tùy chỉnh. Ví dụ mình sẽ dùng giọng nói miễn phí nhá. Với phần giọng nói miễn phí này thì có cả tiếng Việt luôn. Các bạn bấm vào đây, kéo xuống gần phía dưới cùng sẽ thấy tiếng Việt Nam, Việt Nam Mi đây, đó. Và hiện tại tiếng Việt thì sẽ có một vài giọng đọng như thế này. Chào mừng đến với tương lai của video. Đó, các bạn có thể bấm vào nghe thử. Chào mừng đến với tương lai của video. Chào mừng đến. Chào mừng đến với tương lai của video. Đó. Ví dụ mình muốn lấy giọng này thì mình sẽ chọn vào. Hiện lên ở đây là ok. Rồi. Tiếp theo là phần caption ở đây chính là phụ đề. Các bạn muốn hiện phụ đề thì các bạn có thể lựa chọn mẫu phụ đề ở đây. Còn không muốn lấy thì các bạn nhấn vào biểu tượng rỗng này nhá. Ví dụ mình sẽ chọn kiểu phụ đề này đi. Rồi tiếp theo là music ở đây là các bạn sẽ chọn nhạc nền nếu muốn nhá. Đó, thích bài nào các bạn có thể chọn bài đấy. Sau khi chọn xong, ở đây là tùy chỉnh âm lượng cho nhạc nền. Các bạn phải để nhỏ nhỏ thôi thì mới có thể nghe được giọng đọng. Đó, còn không muốn thì không muốn nhạc nền thì các bạn nhấn vào X này tắt đi nhá. Là sẽ không có nhạc nền. Rồi xong, bây giờ rất đơn giản, các bạn có thể nhấn vào biểu tượng hình tam giác ở góc này để bật tiến hành tạo video. Quá trình tạo đang được bắt đầu. Xong. Ái chà. Mình thấy là phông chữ đang bị lỗi. Cho nên các bạn có thể chọn lại phông chữ khác cho khỏi bị lỗi. Đoạn độc thoại bắt đầu. Chào mọi người. Đoạn độc thoại bắt đầu. Phần nào mà không muốn động thì các bạn phải xóa đi. Tiếp tục tạo lại. Chào mọi người. Hôm nay, mình sẽ so sánh hai nghề nghiệp cực kỳ hot hiện nay, làm YouTuber và làm công nhân làm thuê. Đầu tiên, hãy nói về làm YouTuber. Nghe thì có vẻ hào nhoáng lắm, nào là quay video, chỉnh sửa, rồi đăng lên mạng. Nhưng thực tế thì sao? Bạn phải thức khuya dậy sớm, tìm ý tưởng, quay đi quay lại cả chục lần chỉ để có một đoạn video 10 phút. Chưa kể, bạn còn phải đối mặt với những bình luận thân thiện như video này chán quá, làm gì mà xấu thế, sao không nghỉ làm YouTube đi? Còn làm công nhân làm thuê thì sao? Bạn có một công việc ổn định, giờ rất rõ ràng, không phải lo lắng về việc hôm nay có ai xem video của mình hay không. Nhưng mà, bạn phải đối mặt với những ông sếp khó tính, những đồng nghiệp thân thiện, luôn sẵn sàng mượn đồ của bạn mà không bao giờ trả lại. Và đừng quên, bạn còn phải làm việc trong môi trường nóng nực, bụi bặm và đôi khi là cả những công việc nặng nhọc. Đó, rất là hay phải không nào? Và bước cuối cùng là chúng ta tiến hành tải video này về. Để mà tải, các bạn nhấn vào download. Sau đó các bạn sẽ chọn độ phân giải để mà tải. Muốn video 4K thì chọn 4K, video Full HD thì chọn 1080p, 2K thì 1040p. Đó, hỗ trợ chúng ta tải video đến 4K luôn, rất là tuyệt vời. Chọn độ phân giải xong, các bạn nhấn vào download app MP4 đây. Ái xà, tuy nhiên thì để mà tải video về thì chúng ta sẽ phải trả phí. Như vậy là bản miễn phí chỉ hỗ trợ chúng ta trải nghiệm tạo video và xem thử thôi, không được tải về. Rất tiếc là như vậy. Và đây là một tài khoản mình đã trả phí và mình cũng vừa tạo xong một video như thế này. Trong thời đại số hóa ngày nay, việc làm YouTube đã trở thành một trong những phương tiện truyền thông phổ biến và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, việc tham gia vào lĩnh vực này không phải lúc nào cũng đem lại kết. Đó, đây chính là video mình đã tạo trên tài khoản trả phí. Và để tải về, nhấn vào download. Sau đó chúng ta chọn độ phân giải. Mình sẽ tải về 4K chẳng hạn. Rồi, nhấn vào download as MP4. MP4. Và đây, exporting có nghĩa là đang tiến hành xuất video này về. Chúng ta sẽ cần phải chờ đợi một lúc để mà công cụ tạo video cho chúng ta. Đó, công đoạn này thì các bạn cứ chờ đợi thôi. Rồi, các bạn chờ đợi như vậy. Sau đó là hệ thống sẽ bật ra thông báo như thế này. Chúng ta sẽ chọn vị trí để mà lưu video này về. Mình sẽ lưu tạo vào màn hình desktop luôn. Và mình sẽ lưu về tên là nghề YouTube.
có còn hấp dẫn. Ví dụ vậy chẳng hạn, lưu về. Và đây, thành quả của mình đây. Trong thời đại số hóa ngày nay, việc làm YouTube đã trở thành một trong những phương tiện truyền thông phổ biến và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, đó, tiền từ YouTube. Như vậy thì có một câu hỏi chắc chắn là nhiều bạn sẽ thắc mắc, đó chính là video tạo từ công cụ này liệu có bị dính bản quyền hay không? Thì câu trả lời là không nhá. Đây, chính VideoGen đã trả lời thế này. Tôi có thể sử dụng video được tạo cho mục đích thương mại không? Có, bạn có thể sử dụng video cho mục đích thương mại. Tất cả tài sản đều miễn phí bản quyền và có thể sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào mà không cần phải ghi có cho chúng tôi. Đó, như vậy là không bị dính bản quyền nhé. Tuy nhiên thì mình cũng đã test thử và mình thấy là nếu mà video mà chúng ta không sử dụng nhạc nền thì đúng là không bị dính bản quyền. Nhưng mà mình có sử dụng đến nhạc nền ở đây, cho nhạc nền vào thì mình lại thấy có bị báo về bản quyền âm nhạc. Có thể là kháng sẽ được nhưng mà mình lại chưa thử kháng. Bởi vì là bản quyền âm nhạc này nó hơi kỳ, kể cả là chúng ta mua từ các trang sẽ được phép sử dụng. Nhưng mà cũng thi thoảng bị báo bản quyền, chúng ta cần phải kháng lại thì nó mới nhả lại cho chúng ta. Đó, có thể là công cụ này cũng như vậy. Các bạn có thể thử nhé. À, còn về vấn đề trả phí thì sao? Thì đây, nếu mà chúng ta sử dụng miễn phí thì rất tiếc là không tải được video về đây. Nó bắt chúng ta phải trả phí. Thì về trả phí sẽ có một số gói như thế này. Đầu tiên là hệ thống đề xuất chúng ta trả gói 29 đô trên tháng, rơi vào khoảng 7-800 nghìn trên tháng ấy, cũng tương đối là đắt. Các bạn có thể nhấn vào đây để mà xem thêm các gói. Và đây sẽ có một số gói như thế này. Gói Pro, gói Scale, gói Enterprise. Mình sẽ dịch sang tiếng Việt. Gói chuyên nghiệp, quy mô và gói doanh nghiệp. Phí đây, chúng ta trả theo tháng thì nó sẽ đắt hơn. Đây, đối với gói chuyên nghiệp, phí 29 đô trên tháng thì chúng ta sẽ được tạo dự án không giới hạn và tải xuống 4K, được truy cập hơn 50 giọng nói sống động như thật bằng 28 ngôn ngữ. Ở đây chính là phần này ấy. Các phần Live Voice Pro này được cung cấp bởi Everlab. Các giọng nói ở đây nghe rất là thật, như người thật luôn. Đó, tuy nhiên thì phải trả phí chúng ta mới được dùng. Và sẽ được tạo 2 giờ video mỗi tháng, tương đương với 100.000 ký tự. Và mỗi video được tạo tối đa 6 phút. Còn đối với bản quy mô, 79 đô trên tháng, gần 2 triệu trên một tháng. Với bản này thì chúng ta sẽ được tạo đến 6 giờ video mỗi tháng, tương đương với 3.000 ký tự. Và mỗi video được tạo dài tối đa 9 phút. Đó. Còn bản doanh nghiệp thì nó sẽ được khá là nhiều. Chúng ta sẽ được tạo 20 giờ video mỗi tháng, tương đương với 1 triệu ký tự. Và mỗi video dài tối đa 9 phút. Đó. Và ngoài ra thì sẽ còn được cộng thêm là 50 stock video mỗi tháng trị giá 2.400.000 USD. Phần này có nghĩa là chúng ta sẽ được sở hữu thêm một kho video và hình ảnh miễn phí bản quyền để mà sử dụng, để mà có thể tạo ra video được ghép từ nhiều hình ảnh phổ biến hơn, kiểu vậy. Đó chính là về trả phí. Cách trả phí thì khá đơn giản thôi, các bạn chọn gói muốn dùng, sau đó là sẽ nhập thẻ Visa hoặc là thẻ Mastercard của các bạn vào để mà tiến hành thanh toán thôi. Loại thẻ nào có thể thanh toán được thì ở đây mình đang sử dụng một chiếc thẻ như thế này của MB. Thẻ này làm rất là đơn giản. Bạn nào làm thì có thể xem video hướng dẫn này nhé. Đó, các bạn nhập thông tin thẻ vào là sẽ thanh toán được. Rồi, ok, đó chính là về cách sử dụng công cụ VideoGen này để mà tạo video. Còn bây giờ mình sẽ chỉ các bạn một mẹo để mà các bạn có thể tạo ra rất nhiều video mỗi ngày bằng công cụ VideoGen này kết hợp với ChatGPT. Cụ thể là các bạn sẽ nhờ ChatGPT viết ý tưởng cho các bạn, tìm ý tưởng cho các bạn. Rất đơn giản thế này thôi. Ví dụ như là các bạn đang muốn làm một kênh YouTube về gì ta? Về phát triển bản thân chẳng hạn nhỉ. Thì các bạn có thể nhờ ChatGPT viết: bạn hãy gợi ý cho tôi 20 ý tưởng cho video về phát triển bản thân. Chỉ cần kể ra tiêu đề video thế thôi.
là cũng đủ để làm rồi. Đó, lúc này ChatGPT sẽ liệt kê ra 20 tiêu đề của video, 20 ý tưởng video như thế này. Và công việc của chúng ta đó chính là copy từng ý tưởng một vào video gen. Vào đây tạo video mới. Dán nội dung ý tưởng, tiêu đề của video vào và chúng ta tiến hành tạo. Thế thôi, cực kỳ là đơn giản. Cứ như vậy. Tạo xong 20 ý tưởng này, các bạn có thể yêu cầu tạo thêm 20 ý tưởng khác, hoặc là muốn mở rộng hơn, các bạn tiếp tục. Hãy gợi ý cho tôi 20 ý tưởng video về. Xong các bạn có thể vào đây này, về những cách để dậy sớm chẳng hạn. Đó. Lúc này ChatGPT lại tiếp tục gợi ý 20 ý tưởng riêng về thức dậy sớm. Chúng ta tha hồ làm hàng nghìn video mà không bị bí ý tưởng. Rất là tuyệt vời phải không nào? Rồi ok, video này chỉ như vậy thôi. Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng tiếc cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm vào nút đăng ký ở bên dưới video để không bỏ lỡ những video bổ ích mới khác từ kênh Sun Gym nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.